Đây là đồng hồ đeo tay Tây Nam có mã số 362, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng đến từ thương hiệu Orient, một thương hiệu rất nổi tiếng và là niềm tự hào của người dân Nhật. Size của đồng hồ là 40 cả núm, chưa tính núm là size 39. Đồng hồ automatic chạy tự động, 3 kim, 2 lịch. Lịch ngay vị trí 3 giờ thể hiện các thứ trong một tuần và các ngày trong một tháng. Kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang. Ban đêm nó sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo giữa giờ. Cọc số nổi bắt sáng lấp lánh như vậy, vỏ và dây bằng thép không rỉ. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc luôn nha. Giá bán của đồng hồ này là 1.600.000. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán hay bất kỳ chi phí gì nữa. Ngay vị trí 12 giờ là logo nổi đến từ thương hiệu Orient. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ 21 Zeveo, 21 chân kính, bộ máy chuẩn xịn sa băng cho các bác sử dụng. Vỏ và dây bằng thép không rỉ, ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy. Ngay chốt khóa của đồng hồ cũng có khắc thương hiệu Orient nè. Nguyên bản, nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Mặt đồng hồ thiết kế rất là đẹp, một cái màu rất là sang trọng và quyền bí, cộng thêm kim dạ quang, cọc số dạ quang, làm nổi bật cái mẫu đồng hồ này rất là nhiều. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy, giá bán chỉ có 1.600.000. Kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang, ban đêm sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo giữa giờ. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ thương hiệu Orient cho các bác sử dụng, đáy sấy nhà. Và bây giờ em sẽ mở bộ máy cho các bác tham khảo. Và đây là bộ máy của đồng hồ, đập vào mắt mình là hàng chữ Orient 1945, 21 Zeveo, 21 chân kính, bộ máy chuẩn xịn da băng automatic chạy tự động đến từ thương hiệu Orient cho các bác sử dụng. Rất là nhiều viên đá ruby nằm rải rác xung quanh bộ máy của đồng hồ. Giá bán rất là mềm nhẹ. Mình đã xuống một cái đồng hồ cơ automatic tự động đến từ thương hiệu Orient.